Thiện hiện nên biết Đại Bồ Tát này chẳng ưa xem xét luận nói về tướng tốt. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này an trụ vô tướng, nên chẳng thấy các pháp có tướng đẹp xấu sai khác. Thiện hiện nên biết Đại Bồ Tát này chẳng ưa xem xét luận nói về đây là ta, đây là hữu tình, cho đến đây là người biết, đây là người thấy. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này am trụ rốt ráo không, nên hoàn toàn không thấy tướng ta, cho đến người thấy, hoặc tướng có, hoặc tướng không, hoặc sai khác. Thiện hiện nên biết Đại Bồ Tát này chẳng ưa xem xét luận nói về các việc thế gian như thế, chỉ ưa xem xét luận nói về Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu xa lìa các tướng, có thể chứng đắc quả vị vô thượng chánh đặc Bồ Đà. Thiện hiện nên biết Đại Bồ Tát này thường không xa lìa tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí. Khi tu hành bố thí ba la mật đa, lìa bỏ việc san tham. Khi tu hành tịnh giới ba la mật đa, lìa bỏ việc phạm giới. Khi tu hành an nhẫn ba la mật đa, lìa bỏ việc giận hờn tranh chấp. Khi tu hành tinh tấn ba la mật đa, lìa bỏ sự lười nhác. Khi tu hành tịnh lự ba la mật đa, lìa bỏ việc tán loạn. Khi tu hành bát nhã ba la mật đa, lìa bỏ trí tuệ xấu ác. Thiện hiện nên biết Đại Bồ Tát này tuy trụ tất cả pháp đều là không, nhưng lại ưa thích chánh pháp, chẳng thích phi pháp. Tuy trụ bất khả đắc không, nhưng thường khen ngợi công đức tam bảo. Thiện hiện nên biết Đại Bồ Tát này tuy tu hành tướng chân như các pháp và pháp giới độc một vị, nhưng thích khen ngợi các loại công đức của chân như pháp giới. Thiện hiện nên biết Đại Bồ Tát này tuy biết các pháp rốt ráo đều là không, nhưng lại mến bạn lành, chẳng ưa bạn ác. Bạn lành là Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và các chúng Đại Bồ Tát, hoặc hàng Thanh Văn, hoặc Độc Giác, vân vân, có thể an lập giáo hóa hữu tình một cách hoàn hảo, khiến họ hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, nên cũng gọi là bạn lành. Thiện hiện nên biết Đại Bồ Tát này thích gần gũi tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác để lắng nghe chánh pháp. Nếu nghe Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đang thuyết chánh pháp tại thế giới khác, liền dùng nguyện lực vãng sanh đến thế giới ấy, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, lãnh thọ chánh pháp. Thiện hiện nên biết Đại Bồ Tát này hoặc ngày hoặc đêm thường chẳng xa lìa tác ý niệm Phật, cũng chẳng xa lìa tác ý nghe pháp. Nhờ thiện căn này, những quốc độ nào có Phật Thế Tôn đang thuyết chánh pháp, vị ấy liền nương vào nguyện lực đến cõi ấy thọ sanh, hoặc nương thần thông đến đó nghe pháp. Do nhân duyên đó nên các Đại Bồ Tát này đời đời kiếp kiếp sanh đến chỗ nào cũng không lìa Phật, thường nghe chánh pháp không có gián đoạn. Thiện hiện nên biết Đại Bồ Tát này thường làm lợi ích an lạc cho các hữu tình, nên tuy có thể khởi lên tịnh lự về các cõi định vô sắc sâu xa, nhưng cũng phương tiện khéo léo khởi tâm về cõi dục để giáo hóa các hữu tình tu mười thiện nghiệp đạo, cũng theo nguyện lực sanh vào quốc độ hiện có Phật thuộc dục giới, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen chư Phật Thế Tôn để lắng nghe chánh pháp, tu các thắng hạnh. Nếu Đại Bồ Tát thành tựu các hành động tướng trạng như thế, thì biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa, thiện hiện tất cả Đại Bồ Tát bất thối chuyển thường hành bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, thường hành pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, thường hành chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, thường hành thanh đế khổ tập diệt đạo, thường hành bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, thường hành bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, thường hành pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện, thường hành tám giải thoát cho đến mười biến xứ, thường hành các địa vị thù thắng của Bồ Tát, thường hành tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, thường hành năm loại mắt, sáu phép thần thông, thường hành mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, thường hành đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, thường hành pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, thường hành trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, thường hành tất cả hạnh Đại Bồ Tát, thường cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà của chư Phật. Thiện hiện nên biết Đại Bồ Tát này thường không nghi ngờ đối với tâm địa của mình, không nghĩ ta là bậc bất thối chuyển, ta chẳng phải bất thối chuyển. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này không thấy có chút pháp nào nơi quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà để nói có thối chuyển hoặc nói không thối chuyển. Thiện hiện nên biết Đại Bồ Tát này không nghi ngờ đối với pháp của địa vị chính mình. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này đã hiểu rốt ráo thông suốt hoàn toàn đối với pháp của địa vị chính mình.
chính mình. Thiện hiện nên biết, như bậc dự lưu, chủ quả dự lưu không nghi ngờ